Thưa quý vị, nằm cách trung tâm thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình 19 km, xã Đông Sơn được biết đến là nơi có nhiều di tích lịch sử, hang động cùng với khung cảnh thiên nhiên thơ mộng. Đến Đông Sơn vào thời điểm này, du khách sẽ bắt gặp khung cảnh vô cùng thơ mộng của làng trồng đào nức tiếng ở đây. Thưởng thức chén rượu đào phai, thực sự sẽ thấy không khí Tết nhộn nhịp của miền quê này. Vâng, không chỉ được biết đến là ngôi làng có nghề trồng hoa đào phai nức tiếng, mà xã Đông Sơn còn là nơi hình thành nhiều trang trại các hợp tác xã nuôi con đặc sản. Với những tiềm năng thế mạnh, các hợp tác xã, các chủ trang trại tại địa phương đã có ý tưởng liên kết các trang trại xây dựng thành tour du lịch cộng đồng với nhiều mô hình hấp dẫn như là du lịch trang trại đồng quê, miệt vườn, trải nghiệm làm nông dân, du lịch sinh thái câu cá. Và đến nay thì các mô hình này thì cũng đã dần tạo được điểm đến hấp dẫn, thu hút đông đảo du khách đến tham quan. Trong trang phục áo bà ba, thay vì công việc chăn nuôi như mọi ngày vẫn hay làm, thì hôm nay chị Phạm Thị Thiếp ở thôn 12, xã Đông Sơn trở thành hướng dẫn viên du lịch, giới thiệu với du khách quy trình chăm sóc hươu, nai. Trước đây, gia đình chị Thiếp chủ yếu làm nông nghiệp, chăn nuôi nhỏ lẻ. Từ khi tham gia vào hợp tác xã nông sản và du lịch Tam Điệp, những sản phẩm chăn nuôi của gia đình có đầu ra tốt hơn là động lực để chị gắn bó với công việc này. Trước là cũng là chỉ chăn nuôi nhỏ lẻ thôi. Xong là hợp tác đầu tiên thì là trang trại nhỏ, xong bây giờ đến khu du lịch phát triển thì là nhập vào để làm hợp tác xã phát triển du lịch. Giả dụ như ngày xưa con dê 20 cân thì bán được 3 triệu chẳng hạn, nhưng bây giờ con dê 20 cân phải bán được 4 triệu. Thì là đấy là cái thành quả vào du lịch nó sẽ tốt hơn. Từ tổ hợp tác trồng cây con đặc sản xã Đông Sơn, các thành viên đã liên kết với nhau, hình thành hợp tác xã nông sản và du lịch Tam Điệp, xây dựng chuỗi sản xuất từ trang trại đến tiêu thụ hàng hóa, gắn với phát triển du lịch. Nhận thấy khu vực quèn thờ xã Đông Sơn có nhiều thung lũng, xen lẫn khu dân cư, không gian yên tĩnh và trong lành, hợp tác xã nông sản và du lịch Tam Điệp tiếp tục liên kết với các hợp tác xã trên địa bàn, hình thành các điểm check-in đồi dứa, vườn chè, khám phá khung cảnh hùng vĩ của núi non để thúc đẩy du lịch nông nghiệp toàn vùng phát triển. Đặc biệt, với lợi thế nuôi con đặc sản, thời gian qua, trang trại nuôi hươu dê nai trên vùng bán sơn địa đã trở thành nơi trải nghiệm giáo dục thiên nhiên độc đáo, thu hút hàng nghìn các em học sinh đến từ các trường học trên khắp miền Bắc về đây tham quan, trải nghiệm. Đây cũng là lần đầu tiên em đi xem hươu và cũng là lần đầu tiên em đi cho hươu ăn và em thấy hươu rất thân thiện. Chỗ nhà em không có núi rừng và khi đến đây em rất yêu hươu và yêu núi rừng của quê hương mình. Không chỉ có phong cảnh thiên nhiên với núi non hùng vĩ, với những khu chăn thả dê hươu trên vùng bán sơn địa, xã Đông Sơn cũng được biết đến là nơi có nhiều di tích văn hóa lịch sử. Đặc biệt, nơi đây còn có nghề trồng đào phai nổi tiếng, thu hút khách du lịch gần xa ghé thăm vào mỗi dịp Tết đến xuân về. Đến với Đông Sơn vào bất cứ mùa nào trong năm cũng có thể được trải nghiệm các sản phẩm du lịch độc đáo ở nơi đây. Thưa quý vị, đốt pháo vào dịp Tết Nguyên đán được coi là một tục lệ xưa khi mọi người quan niệm rằng dùng tiếng nổ lớn sẽ xua đuổi được yêu ma quỷ quái, nghênh đón một năm mới bình an sung túc. Nhưng nhiều năm trở lại đây, ngày càng nhiều những tai nạn thương tâm diễn ra do đốt pháo, khiến cho hoạt động sản xuất sử dụng pháo nổ đã bị cấm. Nhiều quy định đưa ra để đảm bảo an toàn cho người dân. Tuy nhiên vì không có nguồn cung, thế nên là thời gian qua thì đã diễn ra tình trạng người dân tự chế pháo nổ từ tiền chất trôi nổi trong không rõ nguồn gốc được giao bán tràn lan trên các mạng xã hội và thiếu kiến thức về những nguy hiểm cũng như là tác hại đã khiến cho các vụ tai nạn liên quan đến việc tự chế pháo nổ ngày càng gia tăng. Tai nạn do pháo nổ thường ở mức nặng và rất nặng, nhiều nạn nhân đã tử vong hoặc thương tật phải cắt bỏ các bộ phận của cơ thể. Vâng, có thể nói đến hẹn lại lên cứ đến dịp gần Tết Nguyên đán thì tình trạng buôn bán pháo lậu, pháo tự chế diễn ra sôi động. Nhiều vụ tai nạn thương tâm từ pháo nổ như là hay là pháo tự chế xảy ra, nhưng dường như vẫn chưa đủ sức cảnh tỉnh với giới trẻ. Đáng chú ý hơn là hầu hết các nạn nhân trong những tai nạn này là những bạn học sinh chỉ mới cấp 2, cấp 3 tại các vùng nông thôn mà thôi. Các em đã tự lên mạng mua hóa chất, xem hướng dẫn trên các clip, rồi tự tìm tòi để chế pháo. Em học sinh này đang là học sinh lớp 6. Tình trạng của em sau tai nạn chế tạo và sử dụng pháo nổ, đó là bị mất hai ngón tay của bàn tay trái. Cả bàn tay phải cũng bị tổn thương nghiêm trọng mà các bác sĩ phải rất cố gắng mới có thể giữ lại bàn tay với ba ngón còn lại.
Tình trạng tay của con hiện tại là cháu đang bị mất hai ngón tay, một ngón cái và một ngón áp út. Đấy, còn các ngón khác thì đang bị tổn thương. Có những ngón mất một đốt, ngón mất hai đốt. Nguyên nhân là cháu đi học về thì có nhặt được quả pháo. Đấy, thì không mấy bạn rủ nhau chơi thì lại cho vào ống tre. Đốt thì nghĩ là nó phù trên trời, nhưng không ngờ là nó nổ luôn cả ống tre. Thế là nó bắn ra phá luôn cả tay của cháu. Tự học cách chế tạo pháo theo clip hướng dẫn trên mạng, nam sinh đang học lớp 7 tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh đã bị mất ngón tay cái của bàn tay phải. Con cho cô biết là con bị tai nạn ở trong tình huống như thế nào? Nghịch pháo. Con làm pháo như nào? Là bằng diêm. Là bằng diêm. Xong thế nào nữa? Con chế cạo ra xong con làm. Cái cách này là con học được ở đâu đấy? Trên YouTube. Thế cụ thể lúc đã áp dụng theo thì nó đã xảy ra nổ như thế nào? Thì con ăn dã thì nó cháy, nó xì, nó lổ. Theo các bác sĩ, với những trường hợp tai nạn thương tích do pháo nổ, việc chữa trị phẫu thuật rất khó khăn và thời gian chữa trị kéo dài. Đa phần các nạn nhân đều phải mang thương tật suốt đời. Tại khoa chấn thương chi trên và vi phẫu thuật, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, thời điểm trước Tết Nguyên đán năm nào cũng gia tăng đột biến số vụ tai nạn thương tích do pháo nổ. Bên cạnh việc điều trị thì các y bác sĩ luôn kết hợp tuyên truyền với các em học sinh là nạn nhân của hành vi chế tạo pháo. Đối với cái tổn thương do pháo nổ, nó là tổn thương do hỏa khí. Nó là chất nổ. Và khi mà cái chất nổ nó công phá như vậy thì cái tổn thương nó dập nát tổ chức đã đành. Thế nhưng mà những cái khói thuốc, những cái phần dư lại của thuốc nổ nó sẽ nằm trong tổ chức. Thế rồi những cái bụi bẩn nó sẽ nằm trong tổ chức. Khi mà bị nổ thường là không chủ động, thường là bất ngờ. Thế cho nên là cái tổn thương nó gần như là phá nát bàn tay. Với một cái bàn tay của cháu như vậy mà nát cả phần cơ gân rồi xương thì để lại cái hậu quả gần như là mất chức năng bàn tay. Dù liên tục được cảnh báo, nhưng tình trạng các em học sinh chế tạo pháo nổ vẫn diễn ra khá phổ biến vào mỗi dịp cuối năm. Một trong những nguyên nhân dẫn đến vấn nạn này, đó là các em dễ dàng tiếp cận với các video, clip hướng dẫn cách chế tạo pháo tràn lan trên các trang mạng xã hội. Việc đấu tranh, ngăn chặn những nội dung độc hại này vẫn đang đặt ra rất nhiều khó khăn và thách thức. Vâng, sau khi theo dõi phóng sự vừa rồi thì chúng ta có thể thấy rằng những tiền chất dùng để chế tạo pháo như là thuốc pháo, lưu huỳnh và bột than được giao bán một cách tràn lan trên các trang mạng xã hội. Không biết người mua là ai, dùng cho mục đích gì, các trang bán hàng vẫn công khai giao bán công khai, mặc dù biết rằng đây là hành động vi phạm pháp luật. Vâng, nếu như mà MC Huy Hoàng thử search một số cái cụm từ, ví dụ như là cách làm pháo nổ hay là chế tạo pháo, thì sẽ cho ra hàng nghìn kết quả hiện ra. Thậm chí là trên Facebook thì đã thành lập một nhóm với tên gọi là Đam mê chế pháo, có hàng trăm, hàng chục bài chia sẻ, bài đăng, bình luận mỗi ngày về kinh nghiệm chế pháo đạt hiệu quả cao mà không quan tâm đến những hệ lụy đang diễn ra. Vâng, mặc dù ai trong chúng ta cũng nhận ra được những tác hại, những nguy cơ tiềm ẩn của những video clip này, nhưng việc ngăn chặn kiểm soát các nền tảng mạng xã hội cũng như việc mua bán các loại tiền chất diễn biến vẫn diễn ra ngày càng phức tạp. Vâng, rõ ràng là chúng ta có thể thấy là hậu quả của những vụ nổ do pháo tự chế rất nghiêm trọng. Nhẹ thì ảnh hưởng đến tinh thần sức khỏe, nặng thì không giữ được tay chân, thương tật, mất thị lực, tàn phế suốt đời. Và đau lòng hơn là thậm chí có những nạn nhân đang ở lứa tuổi học sinh để lại nỗi buồn đau không nguôi cho người thân. Trong thời gian tới thì mong rằng sẽ có sự vào cuộc đồng bộ sát sao hơn nữa của xã hội, nhà trường, đặc biệt là gia đình trong quản lý giáo dục con em mình để tránh những sự việc đáng tiếc do pháo nổ gây ra. Mới đây, đội cảnh sát kinh tế công an quận Hai Bà Trưng đã triệt phá một cơ sở sản xuất tự chế pháo nổ trái phép tại xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, Hà Nội. Toàn bộ số nguyên liệu và pháo tự chế được cơ quan công an thu giữ tại nhà riêng của một em nhỏ chỉ mới 15 tuổi. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận do nhu cầu gần Tết, người mua pháo nổ nhiều nên đã lên YouTube xem cách dạy làm pháo nổ và lên mạng mua nguyên liệu và tự chế để bán kiếm lời. Lần đầu tiên cháu đăng bán thì được có 2-3 triệu. Đây là lần thứ hai. Thứ hai cháu đi thì bị phát hiện và bắt ạ. Các cái đối tượng còn rất là trẻ và tự lên mạng xã hội để tìm hiểu và mua các cái nguyên liệu về để pha chế và sản xuất pháo nổ. Đây là cái hành vi cực kỳ nguy hiểm và gây ra những cái hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Thực tế trên mạng hiện nay tồn tại rất nhiều những đoạn clip hướng dẫn cách tự chế pháo nổ, từ cách làm vỏ pháo, làm dây cháy chậm,
đến pha chế thuốc nổ. Thậm chí nhiều clip còn công khai giao bán các nguyên liệu làm pháo, quảng cáo về chất nổ như thế này. Người mua chỉ việc mua nguyên liệu và về lắp ráp như clip hướng dẫn. Đặc biệt hơn, những đoạn clip có thể gây tổn hại cho cộng đồng xã hội như thế vẫn cứ tồn tại từ năm này qua năm khác và không có biện pháp gỡ bỏ, kiểm soát người xem từ phía các đơn vị quản lý nội dung. Hành vi đăng tải các clip hướng dẫn làm pháo nổ tự chế hay bán các chất nổ để chế tạo pháo, đó là hành vi rất là nguy hiểm. Cho nên cái người thực hiện hành vi này có thể bị xử phạt theo quy định tại Điều 5, Nghị định 137 năm 2020 về quản lý sử dụng pháo, hướng dẫn huấn luyện, tổ chức huấn luyện cách thức chế tạo, sản xuất, sử dụng chất pháo trái phép dưới mọi hình thức ấy, thì là hành vi vi phạm hành chính và sẽ bị phạt tiền từ 10 đến 20 triệu đồng. Đối với cái việc mua bán trái phép vật liệu nổ thì còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 305 Bộ Luật Hình Sự với mức phạt tù từ 1 năm cho đến tối đa 20 năm hoặc là tù chung thân, tức là một hình phạt rất là nghiêm khắc. Vì vấn đề độ tuổi của các em bị các đối tượng lợi dụng, cho nên là em phải nhận thức ra được vấn đề để tránh những cái trường hợp là bị lôi kéo, tránh những trường hợp mà vướng vào vi phạm pháp luật mà chính bản thân mình có khi lại không nhận ra là những hành vi vi phạm pháp luật. Tôi cho rằng là ngoài các cái hoạt động của các cái cơ quan chức năng trong vấn đề quản lý nhà nước thì vấn đề đặc biệt quan trọng ở đây đó là từ phía gia đình trong vấn đề quan tâm đến con em mình, giám sát con em mình để tránh cho các em rơi vào những cái hành vi vi phạm pháp luật rất đáng tiếc. Trước hàng loạt vụ tai nạn pháo nổ thương tâm, đòi hỏi các cơ quan chức năng sớm vào cuộc xử lý các video clip độc hại liên quan đến pháo nổ. Đồng thời, các bậc phụ huynh cũng cần kiểm soát chặt chẽ con em mình để tránh những hậu quả đáng tiếc từ việc sản xuất, chế tạo và sử dụng pháo.